máy gặt Kubota không ngừng phát triển, nâng cao năng suất, không lo thất thoát, thích hợp cho mọi điều kiện đồng ruộng, tối đa hóa lợi nhuận cho bà con nông dân. Xin trân trọng giới thiệu máy gặt đập liên hợp Kubota DC93. Năng suất làm việc vượt trội. Để tăng cường hiệu quả hoạt động nhằm tăng diện tích gặt trong một ngày, vì vậy máy gặt DC93 được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn. Động cơ dầu Kubota V8800DITE2 4 xi lanh 4 kỳ được trang bị turbo và làm mát bằng nước, mang đến công suất tối đa 93 mã lực. Thiết kế nhỏ gọn, tản nhiệt tốt và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp giúp máy hoạt động trơn tru ngay cả khi làm việc với cường độ cao. Nhờ vậy, mang đến tốc độ vận hành tối đa 2,1 m trên giây và hiệu suất thu hoạch ổn định, ngay cả lúa có năng suất cao cũng như ruộng ướt. Cùng với hàm cắt rộng 2,18 m, hiệu suất làm việc được cải thiện đáng kể. Người vận hành có thể giảm được số lượt quay đầu, tăng năng suất hoạt động. Tính năng đập và sàng ưu việt. Cho dù tốc độ thu hoạch nhanh như thế nào, thì DC93 vẫn đảm bảo lúa sạch và hạn chế thất thoát đến mức tối đa. Điều này được đảm bảo bởi hệ thống trục buồng đập độc đáo riêng của Kubota, thanh răng đập dài, đường kính lớn. Hệ thống thanh đập có chiều dài lên tới 1960mm và đường kính 620mm. Không gian đập rộng, thông thoáng, đảm bảo việc đập lúa được thực hiện nhanh gọn mà không gây ứ động, đè nén, giảm tình trạng vỡ hạt và thất thoát ngay cả đối với những cánh đồng có sản lượng cao. Trang bị hệ thống sàng có chiều rộng 840mm và chiều dài 1500mm. Thanh sàn được thiết kế hai tấm rời trước và sau, có thể điều chỉnh góc nghiêng một cách độc lập với 5 cấp độ khác nhau. Nhờ vậy, việc sàng lúa được thực hiện hiệu quả, giảm lượng rơm còn sót lại, hạn chế được thất thoát lúa. Hơn nữa, quạt gió với 8 cánh mang lại sức gió lớn và ổn định, giúp loại bỏ rơm và hạt lép bị trộn lẫn với lúa. Kết hợp với thanh đập độc quyền Kubota, công đoạn đập và sàng trở nên ưu việt hơn bao giờ hết. Ngay cả khi thu hoạch ở tốc độ cao, hệ thống buồng đập vẫn đảm bảo lúa sạch và không bị hư hại. Thùng chứa lúa dung tích lớn 600 lít với 3 cửa xả, đảm bảo người đóng bao vẫn làm việc hiệu quả ngay cả khi máy chạy nhanh mà không cần giảm tốc độ gặt. Vận hành đơn giản. DC93 mang lại cảm giác vận hành thoải mái ngay cả khi gặt ở hiệu suất cao, thao tác đơn giản và tăng khả năng quan sát. Khu vực ngồi lái được bố trí hợp lý và khoa học. Không gian làm việc rộng rãi cho phép người vận hành hoạt động ở một vị trí thoải mái trong thời gian dài. Mái che cũng lớn hơn 46% so với DC70 Plus hiện tại, khả năng che nắng được tốt hơn. Sử dụng mái che với chất liệu vải bố, chúng ta có thể dễ dàng để thay thế hơn so với trước đây. Khoảng cách giữa hàm cắt và khoang lái đủ lớn, giúp tài xế mở rộng tầm quan sát để có thể xác nhận được độ cao cắt và đường cắt lúa tốt hơn trong khi đang gặt. Cần điều khiển được thiết kế 3 trong 1, các thao tác rẽ hướng, nâng hạ hàm cắt, nâng hạ nguồn cao được thực hiện trên một cần điều khiển duy nhất, bố trí thuận tiện phía trước ghế ngồi người vận hành. Thanh tựa tay lái được đặt ở vị trí phù hợp nhằm giúp tài xế thoải mái hơn khi thao tác cần điều khiển liên tục trong thời gian dài. Cần số 9 sẽ tự động trả về số mo khi người vận hành đạp vào phanh an toàn. Tính năng này sẽ đảm bảo cho tài xế không bị giật về phía trước khi bắt đầu di chuyển. Nếu không may bị nghẹn lúa, tài xế chỉ cần kéo nhẹ cần trả nghẹn được đặt sẵn ngay bên cạnh băng tải. Để guồn cào và trống cuốn quay ngược lại, làm đẩy lúa ra mà không cần phải rời khỏi ghế ngồi. Điều này hạn chế công đoạn khắc phục, không gây lãng phí thời gian làm việc.
khả năng thích ứng mọi điều kiện ruộng. DC93 không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện đồng ruộng như lún lầy, lúa đổ ngã, đảm bảo hiệu suất vận hành cao nhất. Trang bị bánh xích rộng 550mm, chiều dài tiếp xúc mặt đất là 1890mm. Diện tích tiếp xúc mặt đất rộng, giảm áp lực tiếp đất, không gây hư hại bề mặt ruộng, giúp tăng khả năng di chuyển, thích ứng tốt, ngay cả ruộng lún lầy. Hơn nữa, mấu xích cao 45mm làm tăng khả năng bám đất và chống trơn trượt. DC93 có khoảng sáng gầm tối thiểu là 330mm. Điều này giúp ngăn bùn bám vào máy, gây giảm hiệu quả vận hành. Hệ thống chuyển hướng với dung tích cao giúp tăng khả năng truyền lực từ động cơ, đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ, ngay cả trong điều kiện đồng lầy lội hoặc khu vực gây ra tải trọng cao. DC93 cũng cho thấy khả năng gặt ưu việt trong điều kiện lúa khắc nghiệt. Tăng khả năng hạ thấp guồng cào. Cho phép điều chỉnh vị trí guồng cào thấp về phía trước, giúp các ngón tay cào dễ dàng cào vớt cây lúa trong tình trạng đổ ngã mà không hề bỏ sót. DC93 có kích cỡ phù hợp để lên xuống xe tải, thuận tiện cho việc vận chuyển từ đồng này sang đồng khác. Độ bền vượt trội, bảo dưỡng dễ dàng. DC93 được thiết kế có độ bền cao, tăng tuổi thọ sử dụng, giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng. Các công năng được gia nhiệt, tăng khả năng chống mài mòn. Phần xích cao su thường xuyên tiếp xúc với công năng cũng được làm dày hơn nhằm tăng khả năng di chuyển, đảm bảo tuổi thọ sử dụng cho công năng và bánh xích. Các tấm lót tại cửa nạp và nắp trên buồng đập sử dụng thép không rỉ. Ngoài ra, tấm lót hàm cắt, tấm lót đáy băng tải cũng được sử dụng chất liệu thép cường độ cao, làm tăng khả năng chống mài mòn trong quá trình tiếp xúc lúa. Tấm lót hàm cắt được thiết kế mới gồm 3 phần riêng biệt, có thể đổi vị trí cho nhau khi bị mài mòn không đều, giúp kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí thay thế. Độ căng xích băng tải được điều chỉnh một cách tự động nhờ bộ phận lò xo, giúp tăng độ bền của xích và thao tác điều chỉnh cũng đơn giản hơn. Bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng. Nắp buồng đập bên hông được mở theo hướng lên cao, cho phép kiểm tra và bảo trì, được thực hiện dễ dàng trong một không gian nhỏ hẹp. Lưới buồng đập có cấu trúc 6 tấm riêng biệt, mỗi tấm có thể tháo rời bằng cách kéo lên trên để vệ sinh hoặc thay thế. Lưới sàn dễ dàng tháo để làm vệ sinh hoặc thay thế một cách đơn giản mà không cần tháo cả hộp thay sàn khỏi thân máy. Hệ thống di chuyển là khu vực cần thường xuyên bảo trì bảo dưỡng. Vì vậy, con lăn dẫn động có cấu trúc chia thành hai phần, giúp cho việc tháo nắp hoặc thay thế trở nên nhanh chóng mà không cần thu ngắn sức căng bánh xích. Ngoài ra, bánh tăng xích cũng được thiết kế nhiều phần tách rời, cho phép thay thế từng bộ phận riêng biệt khi bị mài mòn hoặc hư hỏng mà không cần thay cả bánh tăng xích, giúp tiết kiệm chi phí. Như vậy, bạn đã thấy rõ máy gặt đập liên hợp DC93 mang đến hiệu quả làm việc vượt trội, tính năng đập sàn ưu việt, khả năng vận hành linh hoạt và độ bền cao. Máy gặt đập liên hợp Kubota thế hệ mới giúp nâng cao năng suất, gia tăng thu nhập. DC93 kiến tạo tương lai. Forward for life Kubota.